thấy rằng ngày nay công nghệ phát triển mạnh mẽ, mạng internet, các thiết bị công nghệ ngày càng trở nên quen thuộc với tất cả mọi người, kể cả thiếu niên nhi đồng. Nó là nơi để tìm thông tin, nâng cao hiểu biết một cách nhanh chóng và phong phú. Nhưng sách vẫn là người đồng hành cùng với ta tới mọi miền đất nước, kể cả thứ nước mà mạng internet kia chưa liên lạc được tới. Bên cạnh học tập về tri thức, cũng bài học đạo đức thông qua những cuốn sách và câu chuyện là vô cùng cần thiết và bổ ích. Và cuốn tranh truyện truyện cổ tích Việt Nam đặc sắc là một cuốn sách hay mang đến cho chúng ta những bài học đạo đức và nhân cách sống cho con người. Truyện cổ tích Việt Nam đặc sắc tầm 1 của tác giả Lời Thanh Hằng, Thanh Vân, An Nam, Tranh, Quang Anh, Phú Hương, Minh Đức, Minh Kiên, Hải Đông, Tuấn Long, Tú Minh, Phan Tịnh, nhà sản xuất Bản Dân Trí được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị phát hành năm 2011. Cuốn truyện có điểm đặc biệt là các minh họa rất sống động, đẹp, màu sắc tươi sáng được in trên chất liệu giấy rất đẹp. Mở cuốn truyện, ta như được thả trôi tâm hồn vào truyện bởi các nhân vật như chàng út Hiếu Thảo không quản ngại khó khăn nguy hiểm tìm thuốc cứu cha, nàng út tiên nhân hình nhỏ bé nhưng ngón út lại rất khéo léo và có tài biến hóa, và rất nhiều các nhân vật khác. Đồng thời, chúng ta bước vào cánh cửa diệu kỳ để giải đáp thắc mắc về sự tích cái bình phôi, sự tích cái chổi, tham quan và lý giải các địa danh nổi tiếng Hòn Trống Mái, Hồ Ba Bể, Tháp Báo Âm, những câu chuyện về quan tham và ra bậm, rắn hóa và ông nghèo hóa cỏ. Nếu ta muốn tìm tòi nội dung câu chuyện thì ta nên đọc lần lượt. Khi mở trang đầu tiên của cuốn truyện, ta sẽ thấy rằng nó như một cánh cửa đầy màu sắc khác nhau cần ta khám phá. Mở tiếp trang thứ hai, ta sẽ thấy tên của câu chuyện độc đáo như thế nào. Cứ lần lượt mở hết trang này đến trang khác, đọc thật chậm và suy nghĩ thật kỹ thì ta mới thấy thế giới trong truyện cổ tích mới tuyệt vời và lý thú làm sao. Một nhà kia có ba người con trai tính nết khác hẳn nhau. Hai người em thì lười nhác, ích kỷ, tham lam, còn người em đã siêng năng lại thật thà, hiền hậu. Gặp việc gì khó khăn vất vả, hai anh cứ đùn đẩy cho em, được lợi lộc gì hai anh cũng giành lấy hết. Khi cha ốm nặng, hai anh cũng bỏ mặc để mình người em chăm sóc, thuốc thang cơm cháo cho cha. Bệnh tình của người cha đã đến lúc nguy kịch, một gia nhi bảo bệnh của ông già là bệnh nan y, bây giờ chỉ có một vị thuốc quý có thể chữa khỏi nhưng khó mà lấy được. Người em út nói, xin thầy cứ nói, khó mấy chúng con cũng cố đi kiếm. Thầy thúc đáp, nhưng đây là thứ hương thảo hình núi trúc linh, đường đến đó xa xôi hiểm trở, nếu thế có ai khi mà lấy thuốc về được. Như vậy hai người anh đã sợ hết người, còn người em hăm hở nói, khó thế chứ khó nữa chúng con cũng xin đi, mệnh cha là trọng chứ thân con có xá gì. Đây là chiếc đặc của câu chuyện mà